Hi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một chuyến đi chơi đến phố cổ Hội An. Bây giờ là mình đang trên đường đi vào Hội An này các bạn. Mình ở gần trung tâm Đà Nẵng nên là chạy vào phố cổ thì mất tầm 50 phút đến 1 giờ đồng hồ á các bạn. Mình chạy xe đi đường biển này các bạn. Các bạn thấy biển Đà Nẵng đẹp ghê không? Không những đẹp mà còn sạch nữa nha. Không phải tự dưng mà Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống đâu các bạn. Các bạn phải ở nơi đây này, phải sống ở đây mới biết được rằng là Đà Nẵng tuyệt vời như nào luôn nha. Rồi ok, bây giờ các bạn cùng vào Hội An với mình nè. Khi mà đi đường dài hoặc là đi bộ nhiều quá bị đau chân thì mình sẽ đi xe này nha, hoặc là tiến được vào trong đó thì sẽ có mua các bạn. Từ từ nha, đi qua đây đi. Mình đang có mặt tại phố cổ Hội An. Hả? Đây là những con hẻm ở Hội An. Du khách nước ngoài rất là nhiều. Hello. Hello. Họ bị chặn một người. Họ lỡ chặn một người. Wow, khách nhiều quá. Bây giờ mình đi sớm, nên là nó sẽ ít khách. Du khách rất là nhiều luôn. Đi qua chùa cầu hề. Đó, chị phải chạy ghê chứ. Đấy, mình chụp xem rồi mình nhìn có rơi trên tờ tiền 20.000 đồng có giống ở ngoài này không? Những hạch luôn. Em, mình đưa ra. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình sẽ đi vô chùa cầu nha.
mà thần tiên ngày xưa đến chạy cả nhà ta sợ chưa có nhà cửa khu vực phía bên kia đâu. Sau này thì bên kia đó là cái bãi bồi, đất nó bồi dầm, nhà nước mới lấy đất rộng mới quy hoạch làm nhà sau này thôi. Và cả trăm thương thuyền nước ngoài lúc đó lớn nhỏ là leo đến một cái khu vực này. Và các chú hiện lúc đó thì lại chỉ ưu ái cho thương gia người Nhật với người Hoa được phép định cư tại đấy để làm ăn buôn bán. Thì cái cầu này chia dãy phố ra làm hai ạ. Hướng Tây của cầu Nhật Bản bên kia là khu phố Bắc, phố của người Hoa. Và từ hướng Đông này kéo dài sang hướng Tây một đoạn thôi là phố của người Nhật. Cây cầu được xây trong phố người Nhật, người ta nói cầu do người Nhật xây. Và tên gọi đầu tiên của nó là cầu Nhật Bản. Cầu hơn 400 năm tuổi, công trình lớn tuổi nhất trong khu phố. Khi toàn bộ cái phần bên trên này, từ phần sàn cho tới phần mái là người ta đã trùng tu, đã sửa chữa nhiều lần rồi. Chỉ riêng cái hệ thống chân cầu ở phía dưới chưa có gia cố lần nào, vẫn nguyên tự nhiên cho đến nay. Và chân cầu thì không phải là bằng gỗ đâu, chân cầu được làm từ đá, vôi và mật của cây mía. Tức là ngày xưa chưa có xi măng, ông bà chỉ có ép mía, lấy mật rồi có vôi, nhưng nó vẫn còn lại đến bây giờ. Và đặc biệt hơn thì mình thấy cây cầu có mái che. Cầu bình thường như vậy bắc qua sông thì ở đâu cũng có, nhưng mà cầu có mái che hiện nay còn ít lắm. Kiến trúc này người ta gọi là thượng gia hạ tiều. Trên là nhà mà dưới là cầu. Năm 1719, một vị chúa đời thứ 6 của triều nhà Nguyễn khi tuần du đến đây, ông đã ban cho cầu thêm một tên gọi. Và bút tích của chúa Nguyễn trên có hình phi màu đỏ đấy. Ba chữ đó là Lai Viễn Kiều. Lai có nghĩa là đến, Viễn là xa và Kiều là cầu. Có nghĩa đây là cây cầu do người phương xa đến xây dựng, hay là cây cầu để đắm xa đến xa đến xa đến xa. Còn người dân địa phương thì chỉ đơn giản gọi là chùa cầu. Bên cầu có cái chùa bên trong, người dân gọi là chùa cầu. Cầu thì người sản xây như bọn hơn 50 năm sau, công trình mấy con mới được xây lên bởi cộng đồng người ta và người Việt Nam. Và thật ra thì do các phương này của người địa phương là cứ thân nhà là đề phân, và mỗi đợt bài ra bên này còn thờ hai tượng chó. Giả sử sắp thì ít có cái trang nào ghi rõ về sự ra đời của những vị thần đó, nhưng mà dân gian thì các bộ trong này nói rằng cầu này khởi công xây dựng. You buy one like one the ship. Anh là tầm mẹ hả mẹ? Kìa mẹ nó. You like the ship? Yes, I like the Hoi An, right? Yes. Đã mua chi nó? Wow. Chim thiệt mới mua. Bãi thiệt mới mua. Em cảm ơn. Đây là những ngôi nhà cổ ở Hội An. Ngôi nhà cổ bên cạnh chùa cầu, đây là nhà hàng đó. Đây là một trong những nhà hàng ở Hội An đây các bạn. Màu gỗ huyền bí luôn nha. Không gian bên trong rất là đẹp nè. Chiều nay mát thì ở đây đặc sản Hội An là bánh. Dạ em cảm ơn. Cây cầu này các bạn. Đến đây thì các bạn sẽ được tham quan những cây cầu.
Đây là những con thuyền. Thuyền này là tiến chiều là chở khách dạo mát trên bờ sông. Khách nước ngoài rất là nhiều luôn mày. Đây là xích lô nè. Bạn nào đi cảm thấy mỏi chân thì nên thuê một chiếc xích lô như thế này đi. Quá trời xích lô luôn nha. Đi dạo chập mỏi chân á, không thì thuê những cái chiếc xe đạp như này, giống như chị bé của ta. Đây, bên này là dịch vụ cho thuê xe đạp. Bây giờ mình sẽ tới một cái quán gọi là đặc biệt ở Hội An. Cứ tới Hội An là ở đâu? Cứ tới Hội An là phải ai cũng phải ghé cái quán này. Không ghé đâu phải Hội An. Mình vô đó mình phải đọc bát nha mấy bạn. Nếu mà không đọc bát thì mình chờ tới chiều luôn á. Cùng theo chân mình nha. Ô, cái này cái chòi hả? Cái gì đây? Không, hình như để hồi họ chơi bài chòi ở trên đây nè. Chơi gì? Chơi bài chòi. Chơi bài hả? Bài chòi. Đi qua này. Ủa, đâu rồi? Chưa. Không. À, đi tới chỗ trà đây nè. Xong cái mình quẹo qua cái kiệt sẽ đến một nơi. Đây, mình sẽ đi qua con hẻm này là tới rồi. Mưa nha, bye bye nha. Ồ, bên này hay bên kia? Phải không? Phải. Mình bị nhầm đường, thưa quý vị. Hơi nhầm đường một chút xíu thôi. Em ơi, cho chị Hai ly nước. Mang đi hay ngồi? Hả? Mang đi. Em đi. Mang đi. Mang đi là biết sao không được đứng đây nha. Cháu, người ta xếp hàng nha. Cháu là món hả? À. Hello ông. Đi vô cho biết nhé. Đi. Nữa hả? Dạ. Hai ly ạ. À. Đông quá ha. Em mong đi chơi hả? Đó, đi. Dạ. Hay quý không? Bạn bán bún gì không? Dạ được. Bán đắt lắm. Đi ra ngoài đó bán. Rồi, cảm ơn nha.
Dạ, rồi ạ. Bye bye chị bé. Tìm thấy đẹp không? Chị ơi, mình em muốn lên trên đó kìa. Là mình mua vé hay sao? Dạ không, mình ngồi đóng gọi những hồ quá hả chị? À. À, dạ. Phía trên có tầng 3 phía trên nữa. Dạ. Đẹp lắm. Xong đi lên. Dạ dạ. Không gian của quán. Mình nhận nước xong lên luôn à? À, bọn em sẽ mang nước lên cho chị. Ok. Mình tính toán trước thanh toán. Vì đêm hay hả? Vì đêm hay mà không dám lỡ á. Cái chị. Ừ, em ơi, cho chị một ly trà đào cam xả. Sẽ đi lên trên này. Được á, đứng yên đó đi, đứng kìa đó tí. 2, 3, bên đây nhìn 18, 2, 3, nhìn liền 2 số 18, nhìn số 18, 2, 3. We'll be right back.
xào, một cuốn thịt nướng. Một cuốn thịt nướng. Chúng nè. Con còn chưa kịp định hình. Con còn chưa kịp định hình được chú đã. Một cao lầu với lại một một bánh bánh xèo với lại một bún thịt nướng. Đi Hội An thì ăn cao lầu nha quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đợi đợi đi. Đợi đợi. Ừ, đợi một xíu. Ai cũng muốn nước. Đâu à đâu. Đợi đợi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.